Hai, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chinh phục cái mày dinh lại cá rô phi bằng mồi tép. Rất là đơn giản. Đây là con tép. Một lưới. Thì các bạn móc bao nhiêu thì móc. Hai lưỡi. Này mình sẽ câu hai lưỡi nha. Bây giờ bạn nói xem nha. Rất là nhảy luôn. Yeah. Vậy nó đi, vậy nó đi, vậy nó đi, vậy nó đi, vậy nó đi. Trời ơi, wow, wow, wow. Thôi ơi. Ôi. Thôi dính chưa. Thôi. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo. Santo đi. Santo đi. Đây. À. Không thả rồi đó đâu. Đây nha. Rồi ấn nút vô đây luôn. Ôi trọng rồi. Đây. Santo đi ra. Không không. Ôm na nạp mà. Yeah. Con cua. Yeah. Bị cua nó ăn mới đau quá chứ. Rồi dính thôi. Dây luôn.
đứt dây luôn cả nhà. Hôm nay chưa bằng con cá gì quên tựa. Nó nuốt mẹ đuôi câu đúng rồi. Con gì để tợ mất nốt tốt trong này thường xảy. Ôi đây cái lưỡi đầu đi cái trùng quá mất tiêu phao rồi, mất tiêu cái phao rồi chết ba. Xem tôm cái bài mà này dạ mày lên luôn đây qua nổi mày cái tay nó rồi nó này bị rơi. Nhảy thì thôi. Trời ơi, tức. Như thì đại thế trời. Hết màu rồi. Cái này kiến câu mẹ rồi nè. Mày hả mày? Trời ơi. Đi chết.